Rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong một thông tin sức khỏe của Đài Phát thanh truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, thì những thực phẩm sau khi mua ngoài chợ về cần được sơ chế để loại bỏ những chất bẩn, cát bụi. Tham khảo những nguyên tắc và kinh nghiệm dưới đây sẽ giúp bạn sơ chế chế biến thực phẩm đúng cách. Thông tin được đăng tải trên trang báo điện tử vietnamnet.vn Nguyên tắc vệ sinh khi sơ chế Rửa tay bằng xà phòng với nước ấm trong ít nhất 20 giây trước và sau khi sơ chế thức ăn sống. Rửa tất cả hoa quả và rau sạch, kể cả loại đã được bọc ni lông trong siêu thị. Động tác này giúp loại bỏ chất bẩn và những hóa chất còn động lại, ví dụ như thuốc trừ sâu. Nếu phần vỏ rau quả không được sạch, tốt nhất là gọt hoặc lột bỏ. Bỏ đi những lá ngoài cùng của các loại rau có lá như bắp cải hoặc rau chân vịt. Sau khi rửa sạch hoa quả, lau khô bằng khăn giấy hoặc khăn vải khô và sạch sau khi dùng các dụng cụ nhà bếp nên rửa lại bằng nước nóng và xà phòng, tránh dùng các loại thất gỗ sử dụng lâu ngày vì đây là một ổ vi khuẩn. Lau chùi sạch sẽ bồn rửa và nơi chế biến thức ăn bằng xà phòng và nước ấm. <laughs> riêng biệt giữa thức ăn chín và sống, sử dụng thớt riêng cho thức ăn sống, thịt da cầm và thủy hải sản, một cái thớt khác để thái rau quả và những thức ăn chín. Để thịt sống, thủy hải sản trong bao ni lông riêng và ngăn cách với hoa quả, để đồ sống trong hộp kín hoặc đĩa sâu khi cho vào tủ lạnh. Chú ý không để nước từ đồ sống nhỏ xuống trái cây hay thức ăn chín. Tiếp theo là những kinh nghiệm hay khi sơ chế thực phẩm mà quý vị và các bạn nên biết. Cách rửa rau an toàn. Việc rửa rau quả qua loa sẽ không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, nhưng việc rửa kỹ quá cũng không tốt. Theo các chuyên gia, nếu bạn rửa rau không đúng cách thì kể cả bạn rửa rau qua ba nước cũng chưa chắc rau đã được loại bỏ tối đa các tạp chất bẩn như đất, rác, ký sinh trùng hay vi sinh vật và các hợp chất hóa học như thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật mà mắt thường không nhìn thấy. Theo các chuyên gia, rau ăn được chia làm 4 loại: lá, quả, củ và hoa. Mỗi loại sẽ có nguy cơ nhiễm bẩn, ô nhiễm nguồn nước khác nhau nên khi rửa cần phân loại để làm sạch. Rau ăn lá được xếp vào dạng ô nhiễm nhiều nhất và nguy cơ mang mầm bệnh tả. Vì thế khi mua về nên nhặt sạch rau, ngâm qua nước và bắt đầu rửa từng lá cộng dưới vòi xối. Cách tốt nhất hiện nay để loại bỏ các khuẩn tả là ngâm qua nước. Một chậu nước khoảng 10 lít chỉ cho một thìa nhỏ muối ngâm trong vòng 5 phút. Rau ăn quả thường ít ô nhiễm hơn rau ăn lá, nhưng rau ăn quả dễ bị nhiễm thuốc bảo vệ thực vật do thu hoạch quá sớm chưa hết hạn cách ly thuốc hay ô nhiễm khi bảo quản. Khi mua về không nên ăn liền theo thói quen vẫn tồn tại của người Việt Nam. Hãy rửa sạch từng quả rồi bọc ni lông cho vào tủ lạnh, ăn sau 2 ngày vì rau vẫn đảm bảo được độ tươi ngon mà vẫn có thời gian để thuốc phân hủy. Các loại rau quả cần ăn ngay nên rửa sạch dưới dòng nước và ngâm nước muối, tránh ngâm nước muối rồi cho vào tủ lạnh để cách ngày vì quả dễ bị hỏng. Rau ăn củ nói chung đảm bảo an toàn hơn nên khi chế biến rau củ nên rửa sạch vỏ, sau đó gọt và rửa lại lần nữa. Cách này hạn chế các chất bẩn dính ngoài vỏ củ vào phần thịt củ đã gọt. Rau ăn hoa được xem là đảm bảo vệ sinh nhất, bạn chỉ cần rửa hoa dưới vòi nước là được. Ngoài rau sau khi đi chợ về, chúng ta cũng cần sơ chế qua các loại thực phẩm. Rửa thịt bị dính nhiều bụi bẩn. Cách tốt nhất để rửa sạch các bụi bẩn đó nên dùng nước vo gạo ấm để rửa thì mau sạch hơn. Dùng nước lã rửa thì rất lâu và khó sạch bởi lượng bụi được bám rất chặt vào lớp mỡ trên miếng thịt. Khử mùi tanh ở cá. Cá tanh là do trong cá chứa một số chất có gốc amin có vị tanh. Cá nước ngọt có các chất gốc amin ít hơn cá biển nên ít tanh hơn cá biển. Để làm bớt mùi tanh trong nấu ăn, ông bà ta đã có những cách khử mùi tanh hiệu quả. Làm bớt tanh bằng cách ngâm rửa. Cá cần mổ bỏ lòng, mang, đánh vẩy, cắt vây, bỏ màng đen trong bụng, cắt khúc. Nên rửa kỹ hai 2 ba lần. Nếu là cá tanh có thể ngâm cá vào nước vo gạo hoặc nước muối trong 15 phút, sau đó rửa lại bằng nước sạch và để ráo trước khi nấu. Cách làm cá chê sao cho được sạch, hết nhớt và lấy máu tanh dùng cho đã sàng mịn để trà khắp mình cá, sau đó rửa lại bằng nước lạnh có pha chút ít rượu hay gừng. Dùng một con dao nhỏ, nhọn mũi, moi hết máu tanh nằm trong lưng cá chê, cá sẽ hết tanh và rất sạch, nên nhớ đừng rửa bằng muối vì như thế sẽ ra nhiều nhất hơn. Tẩy mùi hôi của vịt Dùng gừng dã nhỏ trộn với rượu trắng và muối, trà trong ngoài con vịt, sau đó xả sạch bằng nước lạnh, vịt sẽ hết mùi hôi. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình ngày mai, mời quý vị và các bạn cùng đến với thông tin không nên tích trữ nhiều thực phẩm trong ngày Tết không có lợi cho sức khỏe. Quý vị và các bạn thân mến, một thông tin sức khỏe ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.